Ở đất trầm anh kim chỉ học nghiệp danh danh sẽ loan thanh gia hai hồi cung trên tòa vàng công ơn nước thành dưới tòa vàng con phụng sự đôi cô đôi tối linh thiên hạ con được nhờ Thank you.
chiêm bao bông thấy mộng nghe thần sao sai đôi vị phu nhân đi mơ màng tan giấc quê hồn tiên chợt tình đốt nhang thơm đốt nhang thơm một đình nhi dâng nghe lên đi Đức Thái Hậu đặt tên có cô đệ nhị
xưa. Sẽ loạn thanh gia hồi cung. Cửa suốt tỏ mờ trông lên đi, cửa suốt hi tỏ mờ. Thấy thôi cô bé có bốn lá cờ Đức Quốc Phòng. Sẽ loạn thanh gia hồi cung. Cười trần gian con đi, nhớ tiếng đi cậu đội, nhớ khăn cậu đội, nhớ lời truyền ban. Sẽ loạn thanh gia hồi cung. Đã bấy lâu nay bà lớn hiện thần nhà, đã bấy lâu nay ai đem sự tích nghi phô bày quân. Đã bấy lâu nay bà hiện thân, đã bấy lâu nay con dâng tiên đi.
bạn tiên vào chuộc chèn ni huệ phong. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tiết nghi nga giáng trần thanh tân lịch sử lấy muôn phần Oh,
lộc cho lắm về đây càng nhiều, ban cho đồng giải nhất sang nhiều. Ban cho đồng giải nhất sang nhiều, bổng lộc cho nhiều hơn năm ngoái năm xưa. Thành đồng con nhang khói phục thờ, 30 mùng 1 14 hôm rằm, 30 mùng 1 hôm rằm 14. Đội nhọn chiêng lăng hoa chúa
việc nghi thác lệnh treo cao. Xuôi xuôi ngược thuyền về đồng.
thập kỳ diệu, quang minh chiếu từ trung nghi ngạ tích tàng cung giảng kim phụng hoàng thân gọi thanh chúa tiên trừng vương. Sớ điệp dâng lên kim ngân, sớ điệp dâng lên đi ông về tâu đôi chép tiến rõ ràng thề cho hai chữ trường sinh. Trường sinh phê cho ai chữ trường sinh đi, cửa nhà khang thai phúc lại thọ trường phê cho dung mạnh đôi đường. Ngồi nhất phẩm mía quan lâu thank you.
thuyền cai. Ông về tổng đốc nghi sai hình các quan ngọn cờ ngọn kiếm vua ban. Sứ điệp dâng lên kim ngân, sứ điệp dâng lên đi. Ông về thủ đối phê biên rõ ràng phê cho nhị trường sinh. Trường sinh phê cho hai chữ trường sinh hàng thai phúc lại thọ, trường phê cho hai chữ bình an. Thái tử đệ tam đức phong tôn thần, thái
nghe quán cổ lạnh giang nghe đi khác thường. Chấp chính kỷ cương cầm cân lấy lầy mực nghe sửa sang nghe y cõi đời. Phủ chứng minh đệ tử có sơ lên trình vương quan niệm.
thần đệ tử con tiên bản ni văn ni đời giận ni giận sự tích ai đệ tam hoàng thái tử ơi thank you.
long cân đại áo mũ bảo quỷ tâu. Ông bắt dâm ba đồng tử đi theo hầu vào cung lễ vương mẫu gia hầu đức của cha. Chiếc ca là anh ỏi lốt xanh vàng chìm nổi nịnh dưa muôn. Được đứng vua cha ra ngự trước ngai vàng phát đòi hoàng tử đức vương quan vào châu. Ngự giờ lâu phát đòi để nhân sư nghe sai ông lên cứu trò đây có một tay thái tử đức vương quan cứu sinh nghe cùng lắm giải oan cho cũng nhiều. Sông chéo quê buồn loan khi chơi sông Bạch Hạc lúc sáng sông Tam Cờ. Bè sau này thuyền trước giữa dòng quan linh đây. Trông cầm canh, trông cầm canh chiếc ca làn ấy nhòi. Lốt xanh vàng chìm nổi dư muôn. Đòi hoàng tử đức vương quan vào châu. Ngựa giờ lâu vẫn đòi này nhân thế sai ông lên cứu trò trần gian. Nay có một tay thái tử đức vương quan cứu sinh nay cùng lắm giải oan cho cũng nhiều. Con siêu sinh lúc đúng nhân kỳ ra ngự trước ngai vàng tuần du lễ kiểm soát cõi trần phàm thế gian. Mai thuyền nan nổi dòng sông sinh nhà binh đua bông trèo du lịch bốn năm phương. Ngài truyền quân tuần tú ngọn sông Thương trở về tỉnh Bắc quê dưỡng sông Lục Lục Lầu sẽ là thái gia.